Ở đây Thế Tôn nói như sau: ví như này các tỷ kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả chúng đều đi đến góc nhọn, đều quy tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một góc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một góc. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau: chúng tôi sẽ sống không phóng dật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo, đầu ngón tay trú ở Savatthi. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái gì là nhiều hơn? Chút đất này ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này? Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này, và ít hơn là một chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần. Khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay, cũng vậy, này các tỷ kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người, còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài người. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau: chúng tôi sẽ sống không phóng dật. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Trong ngày này đại chúng có thấy khổ không ạ? Sáng giờ có thấy khổ không? Pháp Hòa, sáng giờ có thấy khổ không? Chú Thiện Cần, sáng giờ có thấy khổ không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trên quý Thầy, cùng trên quý vị Phật tử. Dạ, thì Sư Phụ hỏi sáng giờ có thấy khổ không, thì con có tưởng lại sáng giờ thân con rất là phiền toái, đầy những lăng xăng lộn xộn, nào là đau nhức
dứt trong thân, về tâm thì cứ vọng tưởng, cứ lăng xăng, thì thực sự là rất là khổ. Nhưng con cũng có những cái tác ấy, thì trong ngày từ sáng giờ thì con cũng có những cái thiện pháp, cũng có những cái niềm vui. Nhất là khi mà nghe hôm nay sư phụ sẽ giảng thì xuống đây con thấy rất là hoan hỷ. Và mô Phật. Vì con vẫn còn vô minh nên vẫn còn chưa nhìn thấy được những cái mà con cho là vui, nhưng thực ra phía sau đó là khổ. Con vẫn còn chìm trong những cái dục, khi mà những vị ngọt, những món ăn con cho là ngon, con say mê trong đó, nhưng thực ra phía sau nó là chất chứa những cái bệnh tật, hoặc là những cái vị ngọt khi mà ngủ nhiều, vui thích trong ngủ, phía sau nó là sự ngu si, vô minh. Và rất nhiều những cái vị ngọt khác. Kính mong trên sư phụ sẽ khai thị để cho con càng ngày càng nhìn thấy những cái sự thật về khổ trên cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. An hả? Cô mới đó, sáng giờ có thấy khổ không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Dạ, trong buổi sáng nay thì con tu tập thì con thấy là mình đang còn bị trạo cử và hôn trầm và vọng tưởng, thì con vẫn chưa nhiếp phục được ba điểm này. Và nhân hỷ lạc của con là sáng nay con có được nghe pháp của thầy ở trên mạng ạ, nhưng mà con cũng cảm thấy hoan hỷ và có cảm thọ hỷ lạc trong tâm của mình. Dạ con xin hết. Dạ, trong con tu tập còn yếu kém, mong thầy và đại chúng chỉ bảo thêm cho con ạ. Con cảm ơn, xin cảm ơn. Mời cô quay lại nè. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào sư phụ, con kính chào quý thầy và kính chào tất cả các Phật tử ạ. Dạ, con lên đây được cũng 10 ngày ạ. Ở dưới nhà con thì con cũng được nghe pháp của sư phụ. Con mặc dầu con không có hiểu nhiều, nhưng mà con cũng hiểu một phần nào đó trong cái sự hiểu vô minh của con. Con có một cái sự an lạc và con cũng hành theo những cái gì sư phụ dạy ở trên YouTube con coi á. Con cũng có ở nhà cũng có hành mà con không biết đúng hay sai. Thì con hành một thời gian 3 tháng thì tự nhiên con có một cái sự thúc giục ở trong tâm của con á. Tự nhiên con
con thấy ở nhà con á, con thấy sư phụ nói, con nhìn lại con thấy rất là cực. Mà lúc con đi chùa đó, con cũng theo các Phật tử á, làm từ thiện, rồi cũng vô bếp phụ. Nhưng con nghe sư phụ nói cái đó không phải là tu. Rồi cuối cùng con đang bị một cái nghiệp quả nữa. Rồi con nhìn thấy cái lời sư phụ dạy á, tự nhiên con chán ngán cái thân này. Tự nhiên con có một cái động lực mạnh ở trong tâm của con. Tự nhiên con muốn lên chùa cái sư phụ. Con tu tập để con muốn được giải thoát. Mặc dù con biết là không biết chừng nào con mới được giải thoát, nhưng mà con nghe sư phụ nói đi theo cái dòng pháp này là cái dòng pháp sẽ từ từ tẩy sạch những cái gì mà xấu xa trong bao đời bao kiếp của mình. Từ từ mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Thì con nghĩ theo cái sự vô minh của con á, là con được đến đây, con được gần sư phụ, gần quý thầy, gần các Phật tử tu học. Thì cái môi trường này, để cái môi trường con sẽ bất tham, bất sân, bất si từ từ. Rồi con được gần thầy hướng, với gần sư phụ hướng dẫn cho con. Còn con ở dưới đó trần cảnh thì con khó mà bớt tham, bớt sân, bớt si. Rồi cái dây mà sư phụ nói, cái kiết sử cột chói gia đình con cái á, con cũng khó cắt lắm. Cái môi trường ở chùa với gần sư phụ là cái môi trường con dễ dàng cắt bỏ những cái đó. Và con lên đây trong 10 ngày á, con thấy con gần quý thầy. Sao con thấy ở đây các vị Phật tử tôn kính tăng một cách như trong kinh của sư phụ nói. Đâm ra con cũng có một cái lòng rất là tôn kính. Từ ở trong tâm của con thấy quý vị tôn kính, con cũng tôn kính. Dạ. Rồi con nghe pháp của sư phụ ở dưới đó, mặc dù con chưa thấy sư phụ một lần nào ở ngoài đời đó, nhưng mà cái sự tôn kính của con, cái sự mong chờ được thực sự gặp mặt sư phụ để nghe pháp, nó rất là mạnh mẽ. Mà con lên đây á, trong một tuần qua con không có thấy sư phụ ở đây. Con nghe sư phụ qua tuần, con cũng ráng đợi qua tuần để con một lần đảnh lễ và được ở đây nghe sư phụ giảng pháp. Con rất là mừng. Hồi sáng nay con được đảnh lễ sư phụ, tự nhiên trong tâm của con nó có một cái sự xúc động lính quýnh, giống như là một, không biết không phải con hay không nữa. Mà con về nhà con nhìn lại con, trời, năm mấy mấy tuổi rồi mà sao lính quýnh như một đứa con nít. Lính quýnh run sợ trong một cái sự kính sợ, chứ không phải trong một cái sự sợ hãi, giống như là con đang bị một cái nghiệp ở dưới đó. Nhưng khi từ khi con nghe pháp của sư phụ á, con không, con bớt sợ hãi. Và con dùng pháp của sư phụ để hàng ngày con tu tập. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Và con thấy đúng là cuộc đời này rất là khổ sư phụ ấy. Ngoài cái khổ mà hàng ngày chúng con vui đùa trong đó, chúng con tưởng đâu là sung sướng, nhưng bây giờ con nghe pháp sư phụ con thấy rất là khổ. Như sáng nay á, đó là cái lòng tự nguyện của con xin được phục vụ. Nhưng mà nói về đời á, đúng là làm hoài. Rồi cái thật bệnh. Rồi ngoài ra trong lúc làm phóng vật, nghĩ tới người nhà, không phải con nghĩ tới là con thương, không có. Con nghĩ tới là con đi lên đây, con tu, con ráng tu, làm sao để con độ được cho người nhà để được biết dòng pháp này rất là vi diệu, được về đây, được gần sư phụ để sư phụ dạy. Con mong như vậy thôi, để tất cả những người, đúng ra nói về cái nghĩa là người thân của mình, nhưng mà sư phụ nói không có ai là người thân của mình, không có ai là thân quyến của mình, tất cả đều là chúng sanh. Con ngộ ra điều đó nên con nghĩ tới là mong là tất cả những người gần mình nhất cũng là chúng sanh, để mong được biết dòng pháp, mà nhất là được về đây được sư phụ giảng rất là kỹ, để quay đầu về nhìn tự thân của mình, để tự giáp phục, từ từ sửa những cái thói hư tật xấu,
tham sân si mà chúng con chất chứa biết bao nhiêu ở trong thân này. Con cảm tạ ơn sư phụ, con cảm tạ ơn quý thầy. 10 ngày qua con được quý thầy, các Phật tử ở gần con dạy dỗ con rất nhiều. Con về đây 10 ngày con học rất nhiều. Con về đây cái sức mạnh của con để mà giải thoát còn mạnh mẽ hơn nữa sư phụ á. Bởi vì con chỉ còn mong cho con làm sao con về. Con tự thân con tu, con tự thân con sửa, thì người nhà con nhìn con, để cho người nhà con thấy được, ủa sao lên đây có 10 ngày à, sao tự nhiên thấy cháu khác vậy, sao tự nhiên thấy sao ngộ vậy. Con cố gắng, con nguyện, con cố gắng, con cầu xin cho con được như vậy đó sư phụ. Mà con về con không nói nhiều đâu, con cố gắng con thể hiện bằng cái hành động của mình, bằng cái sự tu tập của mình, đó là cái gương để cho người nhà thấy con, để được quay đầu về theo cái dòng pháp này tu học, để được dù là lâu bao lâu con không có nghĩ tới, nhưng con chỉ cầu xin, bao nhiêu năm con đã đi sai đường rồi, con cầu xin đợt này con được đúng đường, đúng pháp, thì dòng pháp này trước sau cũng đưa người tới giải thoát. Con cảm tạ ơn sư phụ, con cảm tạ ơn quý thầy, con cảm tạ ơn các vị Phật tử. Trong 10 ngày qua con học rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa các quý thầy, con kính thưa các quý Phật tử. Chỉ trong ít phút vừa rồi, từng dòng cảm xúc trong con trào dâng. Con rất hạnh phúc khi con lại được ngồi đây và được nghe sư phụ sẽ giảng pháp trong buổi ngày hôm nay. Và khi sư phụ hỏi là trong buổi sáng hôm nay thì có thấy khổ không? Thực sự con có thấy khổ. Con thấy rất khổ. Con thấy rất khổ vì ngay buổi sáng hôm nay, từ giờ tu tập, trong giờ tu tập là con đã bị phóng dật. Và khi sư phụ, đặc biệt là khi sư phụ và thầy sĩ đọc cái phần đó lên thì con càng thấy khổ. Con thấy rất sợ. Một cái địa đại hệ lượng đất rất lớn, còn những người mà được làm người rất khó, chỉ như đất trong móng tay thôi. Con rất sợ vì con đã biết đến dòng pháp, biết đến chánh pháp con đang tu tập, nhưng mà con nhìn lại là con vẫn bị phóng dật. Và khi nghe đến các Phật tử phát biểu thì những cái cảm thọ trong con cũng trào dâng lên. Con rất hạnh phúc bởi vì con cũng có những cái suy nghĩ, cái ý hành của con từ lúc con ở nhà cũng vậy thôi. Và con đến đây thực sự con càng ngày con càng thấy hạnh phúc. Vì sao con lại phước báo đến như vậy? Con lại được về nơi đây. Và về nơi đây tâm con càng ngày
thân tâm con càng ngày càng an lạc. Và nhắc nhở con không có một cái điều gì đáng để con phải lưu tâm đến ngoài việc con ở nơi đây và con học pháp, con hành pháp, và con phải cố gắng thật là nhiều. Để làm sao con thoát được những khổ đau ở cái cõi đời này. Và đúng con cũng mong là dù là rất nhỏ thôi, con sẽ mang được những cái gì đến cho những người xung quanh bớt đi được đau khổ. Cũng như khi con về nơi đây, con được sư phụ cũng như các quý thầy cùng đại chúng đã giúp đỡ con tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Tâm đọc bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy cùng với đại chúng, con xin được đọc bài kinh trong Tăng Bộ Kinh tập 2. Kinh Minh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng Vasi tại Kotigama. Tại đấy Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế, mà ta và các ông lâu ngày phải rón rủi luân chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ. Này các tỷ kheo, nên ta và các ông lâu ngày phải rón rủi luân chuyển như thế này. Thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, nên ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng này các tỷ kheo, thế thánh đế về khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Đã chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sanh, nay không còn tái sanh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: Do không thấy như thật thấy, bốn sự thật bậc thánh phải lưu chuyển luân chuyển, phải trải qua đời sống. Khi chúng được thấu rõ, mầm tái sanh nhổ sạch, gốc khổ được đoạn tận, nay không còn tái sanh. Kinh Minh 2. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn ấy không được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các vị tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, cũng không tự mình với thần trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hành, bà la môn hành. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là khổ tập.
như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn ấy được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay bà la môn trong các hàng bà la môn, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay của bà la môn hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: những ai không rõ biết khổ và khổ tập khởi, không rõ như thế nào khổ đoạn tận không dư, không biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, những vị ấy không có tâm và tuệ giải thoát, họ không thể chấm dứt phải đi đến sanh già. Những vị nào rõ biết khổ và khổ tập khởi, và rõ như thế nào khổ đoạn tận không dư, rõ biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, tâm giải thoát thành tựu và các tuệ giải thoát, họ có thể chấm dứt không đi đến sanh già. Kinh Chánh Đẳng Giác. Tại Savatthi có bốn thánh đế này. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Này các tỷ kheo, do như thật chánh đẳng giác bốn thánh đế này, Như Lai được gọi là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh A-la-hán. Tại Savatthi, những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những vị ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế, những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời vị lai, này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác. Tất cả những vị ấy sẽ chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế, những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những vị ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế, này các tỷ kheo, thế nào là bốn thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Những bậc A La Hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ như thật đã chánh đẳng chánh giác, sẽ như thật chánh đẳng chánh giác, hiện như thật chánh đẳng chánh giác. Tất cả những vị ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, mà chúng ta hôm nay tiếp tục nghe Tương Ưng Sự Thật buổi thứ ba, phẩm Kotigama. Đức Phật nói rằng do mình không có thấy biết, do không có thông suốt bốn sự thật, cho nên Ngài và các tỳ kheo phải rong ruổi lưu chuyển lâu dài như thế này
do không có giác ngộ, không có thông đạt bốn sự thật về khổ đau và nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Cho nên ta và các ông phải rong ruổi, phải trôi nổi, phải lưu chuyển. Lâu ngày như vậy. Nhưng hôm nay đã được ta giác ngộ bốn thánh đế này, đã được ta thông đạt, đã được chặt đứt hữu ái, được đoạn tận những gì đưa đến tái sanh, nay không còn tái sanh nữa. Bài kinh này có tên là bài kinh Minh. Một cái bài kinh thứ hai đó là chúng ta nghe đó. Ngài nói rằng những cái vị sa môn hay vị tu hành nào đó, mà không có biết đúng sự thật về bốn thánh đế đó, thì ta không có chấp nhận những người đó là người tu. Đây là chúng ta ít có nghe. Tóm gọn của cái bài kinh số 2 là vậy đó. Ngài có tỳ kheo, bất cứ một cái người tu nào, một vị sa môn, một vị tu hành nào mà không có biết một cách đúng sự thật về bốn thánh đế, thì ta không chấp nhận người đó là người tu hành. Cũng như mình mở rộng ra, tại các tỳ kheo, đối với một người nào xuất gia mà không có thấu rõ bốn sự thật này, ta không có xem người đó là đệ tử của ta. Cho nên dầu cho mình có cạo tóc đắp y, có ở chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng mình không có như thật rõ biết đời sống này là khổ đau, không có rõ biết đúng sự thật bản chất của thân xác này là khổ đau, không có rõ biết đúng sự thật những cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ, con đường chấm dứt khổ, thì người đó cũng chưa phải thật sự là đệ tử chân chánh của Đức Phật. Tại vì sao? Đức Phật nói Ngài không có chấp nhận. Chúng ta thấy nè, những sa môn bà la môn nào không như thật rõ biết bốn sự thật này, ta không chấp nhận những người đó là sa môn trong các hàng sa môn. Chúng ta thấy cái tiêu chuẩn này, đây là một cái định nghĩa mới của một xuất gia. Mà mình nói là mới cho thật sự là đã ngàn xưa rồi. Người nào thấy biết bốn thánh đế, người đó mới là người xuất gia chân chánh, mới là người Phật tử chân chánh. Còn không thấy bốn thánh đế thì ta không có được ta chấp nhận đó là người tu hành. Cái bài kinh nói trước là nói là sở dĩ mà đau khổ dông ruổi lưu chuyển trôi nổi lâu dài là tại vì không thấy bốn sự thật. Bài này chúng ta có đọc trong căn bản trí đó, chúng ta nhìn đi. Có cái gì mà không phải là khổ? Bây giờ ngồi đây, có một chút cái con kiến nó bò là cũng thấy khó chịu rồi nè. Mũi nó cắn là có thấy khổ không? Sâu nó bắn, đói nó cũng khổ, ăn no vô nó cũng khổ.
khác nó cũng khổ, uống nhiều quá rồi nó cũng khổ. Mấy cái người không được thì người ta nghĩ rằng là mà ta không có được thì ta nghĩ rằng được đó là sướng, nhưng họ không biết rằng cái được nó có cái khổ của người được. Thành ra mình phải thấy được cái khổ nó nằm trong tất cả mọi cái hiện hữu thì đó mới là khổ thánh đế, chứ không phải là cái người nghèo khổ, tội nghiệp người nghèo, người giàu vẫn tội nghiệp. Người giàu có khổ không? Họ khổ cái khổ của người giàu. Mình cứ nghĩ rằng ở cái người nghèo tội nghiệp khổ quá, nhưng người giàu mình thấy họ sướng, đó là phàm phu, chưa có thấy khổ thánh đế. Mình nghĩ rằng cái người bệnh nó mới khổ, người khỏe kia không có khổ. Cái thấy đó chưa phải là cái thấy của bậc Sa Môn chánh thống, đệ tử của Đức Phật. Người khỏe nó có cái bệnh, cái bệnh nó nằm ở trong cái khỏe đó, nó chưa có chỗ ra, và họ có những cái nỗi khổ khác. Cho nên khổ quá nên mình mới giảng kinh nè. Thật sự là Minh Thành là nhìn thấy quá xá khổ và thôi đem kinh ra giảng. Dành đất, dành đường, dành ăn, dành tiền, dành đồ, dứt đồ, dành chùa, dành chức, dành quyền. Nhìn thấy đầy giấy những sự khổ đau ở trong cái đời sống này, qua xa khổ, đầy giấy khổ, biến mạng khổ, thấm nhận cái khổ. Và tại sao mình không thấy khổ? Vô minh che hết trơn. Thấy có cái gì ngọt không mà không thấy được sự nguy hại. Cứ thấy nước ngọt đó rồi uống ào ào vô. Không biết rằng cái này nó đưa đến bệnh, bệnh tật. Nó là nguyên nhân đưa đến bệnh khổ, bệnh hoạn. Cho nên giác ngộ được bốn sự thật thì mới hết trôi lăn, hết rong ruổi, hết lưu chuyển. Còn không giác ngộ bốn sự thật á, giờ mình thấy mình vui không, mình có tu được không? Mình thấy đời này là vui sướng, không tu được, rất là khó tu. Thấy vui thì sao? Mình phải chạy đến chỗ này, chạy đến chỗ kia, tầm cầu chỗ này, tầm cầu chỗ kia, đi tìm, đi kiếm. Mà tìm kiếm vui không gặp, mà toàn gặp khổ. Ngày hôm qua đi từ Sài Gòn về đây, ngồi trên xe mà thấy nó bất an, chạy nó nhủi vô mình 3 lần. Ở trên đèo thì nó kẹp chiếc trước chiếc làm sao, mà bóp càng thúc mình phải đi, mà người trước xe sao đi. Thấy đầy dậy những cái sự dục, tham, sân hận, bản ngã, đau khổ của con người, của hữu tình, của chúng sanh. Rồi xong, từ buổi trưa nay là đâu có ngủ trưa. Con chim nó cứ nhào vô cái kiến nó mổ hoài vậy đó. Cứ mổ rầm rầm, nó thấy cái bóng ở trong đó, nó tưởng đâu cái con chim nào khác nó mổ. Nó cứ mổ, một cái mỏ nó coi như là mình thấy nó đau đớn, mà nó cứ việc nào vô nó mổ. Nó thấy có cái bóng cái con nào trong đó, rồi sao cái con nào giống tao quá mày? Sao mày giống tao được? Là nó mổ. Đó là chính là cái gì?
mình đâu có khác trong cái tưởng quẩn của mình. Những cái hình bóng nó đã hiện ra trong đó, rồi tự mình bị dày, bài dày xéo, dày dọ, bị xâm chiếm, bị ám ảnh, bị áp đảo, thì mình cũng mổ cái bóng của mình ở trong tâm đó, cái tưởng quẩn của mình đó. Những cái cảm giác trong này nó thúc giục ở tu, nó cũng không cho ở tu, nó muốn đòi đi chỗ này, đi chỗ kia, tìm cái này, kiếm cái nọ, không chịu ở yên. Nó muốn phải sân si, nó muốn phải hơn thua, nó muốn phải ganh tị, nó muốn phải tranh đua, nó muốn phải giành giật. Thấy nó khổ, nó u đầu, sức chán, thân tàn ma dạ như vậy nó mới chịu. Thế còn an tịnh lắng dịu, biển ly nó không chịu. Đó là cái sự khổ đó. Khổ bên trong này nè. Nhiều khi ở ngoài thấy thân bình thường vậy, nhưng mà bên trong là nó quậy ở trong nha. Nó thúc giục, nó nổi loạn, nó buông lung, nó phóng dật. Chúng ta thấy không? Trước khi chúng ta đi vào tu là chúng ta bị khổ với mấy cái tham sân si, ham muốn, hơn thua ganh tị ngoài đời. Bây giờ chúng ta vô tu rồi, cái hôn trầm nó hành hạ mình, trạo cử nó hành hạ mình, dục tham ái nó hành hạ mình, những cái kiết sử, năm triền cái nó hành hạ mình. Chúng ta thấy không? Cho mình phải thấm cái khổ, nhìn nó xuất hiện, mình phải thấy đây là khổ nè, những cái nguyên nhân của khổ nè, những mầm mống của khổ nè, những sự tiềm tàng của khổ nè, những cái tiềm ẩn của khổ nè, những cái tiềm năng của khổ nè, những cái tiềm thức của khổ nè, những cái tiềm tàng của khổ nè. Phải nhìn và nhìn. Nhiều khi mình để ăn miếng gì đó dư, đồ ăn còn chút vậy đó, chút xíu vậy đó. Quay đi quay lại nhìn là kiến nó bu trong đầy, nó chết ở trong đó. Bao nhiêu con kiến trong đó, ăn chút xíu là phải mất mạng, cả một sinh mạng. Nên chưa kể nó những cái thứ mà mình dục bỏ khạc nhỏ ra rồi nó bu đầy trong đó hết trơn. Cái dơ giấy nó bẩn thỉu, nó giành giật, nó câu xé, nó nhai nuốt lẫn nhau, nó chết trong đó, nó chết chóc trong đó. Là những cái thứ mà người ta khạc nhỏ ra. Cho nên mình phải là chiêm nghiệm nhiều về cái khổ này. Chiêm nghiệm nhiều, thật là nhiều về cái khổ này. Ở trong tương ưng quẩn Đức Phật nó sắc. Mình bị sắc nó ăn, bị thọ nó ăn, bị tưởng nó ăn, bị hành nó ăn, bị thức nó ăn mình, nó ăn nuốt mình. Những cảm giác đó, nó nhai nuốt mình. Pháp Hòa thấy những cái cảm giác nó làm cho mình mệt không? Mệt mỏi không? Nó hành hạ mình không? Làm mình bức xúc không? Nó quậy phá mình không? Đó, mình phải nhàm chán, tập nhàm chán đó. Nhàm chán. Gớm ghê, chán chê, ê chề, não nè, u mê là những cái cảm giác này, suy ám là những cái tư tưởng tà tư duy này, thì dục suy nghĩ về sân, suy nghĩ về hại, suy nghĩ về hơn thua đấu đá, thị phi nhân ngã, nó sanh khởi lên mình thấy khiếp sợ nó, hoảng sợ nó, hãi sợ nó, kinh sợ nó, lo sợ đối với những cái đó. Mình thấy không, nó chạy cái xe mà nó đua, nó gồ ra, nó phóng gì đó, mình kế bên mình thấy mình lo sợ. Nhưng mà vì cái vô minh, vì tham ái, vì cái dục ở bên trong, nó thấy lấy cái đó nó làm vui. Nhưng mà mình lấy cái đó mình làm lo sợ, cũng vậy.
Và đó là mình nhìn bên ngoài, bây giờ mình quay ngược vô trong. Những cái cảm giác, những cái suy nghĩ, những cái hình bóng mà nó sanh khởi ra, mình lấy làm lo sợ, lấy làm lo lắng, lấy làm là hãi sợ, hoảng sợ, run sợ, khiếp sợ. Đây, đây là mầm mống này. Đây là tập khổ, tập thánh đế này. Đây là mầm mống này. Đây là nguyên nhân này. Đây là căn nguyên này. Đây là nguồn cội này. Đang nó đưa đến những cái đời sống của nước mắt. Đời sống của dục vọng. Đời sống của sân hận. Đời sống của vô minh. Đời sống của bóng đêm. Đời sống của si ám. Đời sống của trường giả. Đời sống của đọa xứ là một cái nơi không có ánh sáng, không có biết ngày đêm gì hết trơn, cũng không biết ai ở kế bên mình hết trơn. Lâu lâu thì có những cái trường hợp đặc biệt, thí dụ Đức Thế Tôn chuyển pháp luân hay gì, thì cái ánh sáng đó nó mới chiếu vô tới những cái đọa xứ đó, thì những cái chúng sanh trong đó có người kế bên mình đây, những người như vậy họ không có biết. Ở trong cái đọa xứ là không có ánh sáng, vô lượng vô biên kiếp. Những cái trường hợp đặc biệt thì cái ánh sáng mới rọi vô trong đó, thì họ mới biết là có người ở bên họ rồi, cái như nó là như vậy một chút vậy thôi, rồi xong mà trở lại cái bóng đêm trường dạ vô lượng kiếp ở trong đọa xứ, trong khổ cảnh, ở trong ác thú. Thật sự là mình hết sức là kinh sợ đối với cái vô minh này. Mình rời cái pháp ra, mình rời cái thiền định thiền quán ra là mình trở về ngay lập tức với cái vô minh. Cho nên tại sao mà chúng ta phải ngồi thiền rồi phải nghe kinh, phải giảng đường, đều phải nghe như vậy. Tại vì lúc nghe nó là lúc đó là một minh phần nó sanh khởi. Mà chúng ta buông cái pháp rồi chúng ta trở về, chúng bay trở về cái vị trí của vô minh. Đó, chúng ta mới vừa đọc cái bài kinh đó, okay, tương ứng ví dụ đó. Một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo, xà nào tất cả chúng đều đi đến góc nhọn, đều quy tựa về góc nhọn, đều chấu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào góc nhọn. Cũng vậy, này cái tỳ kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một góc. Do vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau, chúng ta sẽ không có sống phóng dật, chúng ta sẽ sống không có phóng dật, không có buông lung. Thấy cái này rất là sợ, thật sự là khi mình nhìn lại tâm mình rất là sợ hãi, rất là sợ hãi theo các dục quay cuồng. Tâm hoảng hốt dao động, tức là cái tâm mình nó thảng thốt, nó thình lình, nó bất ngờ, nó bất chợt, đột ngột. Đó gọi là hoảng hốt, bất ngờ, bất chợt, đột ngột, thình lình, nó dao động theo các dục, nó quay cuồng như vậy. Mà nhờ gì? Nhờ cái sự nhận diện ngũ quẩn, nhờ cái sự đập cư, nhờ cái sự yên tĩnh, tĩnh lặng một mình, thì mình mới nhìn cho mình thấy khiếp sợ, kính sợ, quán sợ, hãi sợ, lo sợ cho cái tâm này. Tâm này là cái đáng lo sợ nhất, là cái khiếp sợ nhất. Tâm này là cái hết sức là khiếp sợ. Chúng ta thấy không? Cái chàng rể này rất là hiền, rất là hiền, rất là biết điều. Do cái bữa đó thì đi ra nhậu với mấy người bạn, thì cái ông cha vợ đó thì có công việc hay gì đó, ông ra ông kêu mà ông la, ông mắng ngay tại chỗ bàn nhậu vậy. Thì cái cậu này cậu sĩ diện, cái chàng con rể này là sĩ diện, xấu hổ, sân hận lên. Nhưng mà rồi cũng về,
cũng về. Về rồi ông chửi rồi ông tát chồng bạc tay nữa. Thì là cái người mà con rể này là định là rồi thôi hết hết chịu nổi rồi, cũng cãi qua cãi lại rồi, giờ hết chịu nổi rồi thôi bây giờ ra dẫn chiếc xe đó rồi đi về nhà ba mẹ ruột ngủ chứ không ở bên đây nữa. Thì ra dẫn chiếc xe đó. Mà ông già vợ chửi tiếp, chửi tới, chửi tới, chửi tới. Thì cái cậu này ra dẫn xe thì mở cái cốp xe lên, lấy đồ đó, lấy nón bảo hiểm, con dao nằm trong. Con dao Thái Lan nằm trong. Thì ông già vợ thì cứ chửi tiếp, xối xả xong. Trong này đó, tâm mà thình linh mà, nó bất thình linh mà, dao động. Nó nổi loạn lên, nó chụp con dao, nó lùi. Ông già vợ chết ngay tại chỗ. Thì tất cả mọi người làng xóm đều là quán như hồn hết đó. Bất ngờ hết đó. Không ai ngờ, không ai có thể tưởng tượng ra cái cảnh như cái chú này bình thường, đàng hoàng, hiền lành, sống có tình, có nghĩa với làng xóm. Đó là tâm quảng hốt dao động theo các dục, các cái tham sân si quay cuồng đó. Người trí đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Rồi mình thấy cái người rất là hiền lành, đàng hoàng, tu, nhưng mà bất thình lình thôi cái rồi xong rồi, giờ rồi ra đời rồi. Bởi vì cái tâm nó là bất chợt, nó bất thình lình, nó bất ngờ, bất trắc lắm, mình không có lường được. Cho nên này các tỳ kheo là các ông chớ có tin tâm của mình. Khi nào lậu tận A-la-hán mới tin tâm mình. Ngay cả các bậc thánh giả mà đã gọi là thành tựu thánh tri kiến của bậc sơ quả, nhị quả đó, tam quả mà Đức Phật còn nó chưa được tin tâm mình đó, A-la-hán lậu tận mới tin tâm mình. Chúng ta thấy. Cho nên mình á, tu mà mình á không có cẩn trọng, không cẩn thận, không cẩn ngon, không cẩn hành, thì là rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Bởi vì cái tâm là quảng hốt dao động, tức là cái tâm nó thình lình, bất chợt, nó nổi loạn lên. Cũng như cái ví dụ chúng ta nói đó, cái anh chàng con rể rất là hiền lành và bất thình lình như vậy là trở thành ra là giết người, kẻ sát nhân, mà sát giết chính cha vợ của mình. Đừng tin tâm này, đừng có tin tâm này, phải lo lắm, phải lo lắm, phải lo lắng. Đó khổ thánh đế đó. Cho nên chúng ta ở rừng, ở núi, ở nơi xa vắng, viễn ly xứ, sống một mình ở trong tỉnh thất, ven suối bờ rừng, là để chúng ta nhìn rõ, nhìn rõ, nhìn thiệt là rõ, thật là rõ, thấy được bản chất của tâm, thấy được tính chất của tâm, thấy được bộ mặt thật sự của tâm. Chuyện trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Bởi vì cái tâm này là một cái tâm bất thình lình, bất chợt. Giờ đối với cái dục đó cũng vậy thôi. Bất thình lình, bất thình lình, mất hết tất cả những cái gì mà gầy dựng bồi đắp cả một cuộc đời tu hành của mình, chỉ trong tích tắc thôi, chớp mắt thôi, thình lình, bất chợt thôi, bất trắc, bất thường, không lường, sụp đổ hết tất cả. Chúng ta thấy không? Đó, nhiều những vị tu mà lên tới hàng 70 rồi đó mà vẫn rơi rớt như thường. Có nhiều người ăn chay trường suốt một cuộc đời, gần chết rồi đó, kêu lấy đồ ăn mặn. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp không? Cho nên phải cẩn thận với tâm mình. Chính vì vậy mà trong những cái bài sau cuối bài Đức Phật đều nói, do vậy là các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau: chúng tôi sẽ sống không có buông lung phóng dật. Buông lung phóng dật là mình xem thường,
mà nói rằng dễ gì tôi bị vậy, dễ gì mà tôi rơi rớt, dễ gì mà tôi mà xuống núi, không có. Dễ gì mà tóc tôi mọc trở lại, dễ gì mà tôi bây giờ đã vô tới cái chỗ nghĩa là không có còn lui sụp nữa rồi, bất thối chuyển rồi. Nhưng mà nó thối là nó đọa luôn, là thối đọa chứ không có thối chuyển. Nó lùi lại mà nó rớt xuống vực sâu. Cẩn thận trong sự học pháp, cẩn thận trong sự hành pháp, cẩn thận trong sự tu tập. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói cho chúng ta như thế nào. Những sa môn, những người tu hành nào mà không có thấy rõ được đúng như sự thật về bốn thanh đế, về khổ đau của cuộc đời này và cái nguyên nhân để chấm dứt đau khổ đó, mà con đường diệt tận khổ đau thì ta không có chấp nhận, không được ta chấp nhận, đó là bậc tu hành. Chúng ta thấy dễ sợ của các tứ thanh đế này không? Không thấy khổ, người đó không phải là người tu chân chánh. Người tu chân chánh phải thấy khổ. Không phải khổ khi mà chùa bị cháy, khi mà ta phế chức, không phải. Mà ngay cái khi mà được tung hô vạn tế tán thưởng được lên mà thấy khổ trong đó. Mất thấy khổ đã đành, mà khi được vẫn thấy cái khổ trong cái được đó. Được đó, tâm bị dính mắc vô nè, tâm bị hệ lụy vô nè, bị trói cột vô nè, bị có cái sở đắc vô trong này. Thì từ từ chúng ta sẽ học cái bài kinh chân nhân của Đức Phật dạy rất là kỹ. Đó, cho nên nhìn khắp tất cả mọi hiện hữu này nằm trong đau khổ. Để làm chi? Lòng dục, lòng tham, lòng ái của mình sẽ lắng dịu xuống, sẽ nhiếp phục và đi đến chỗ chấm dứt. Tham muốn ưa thích, chạy đổi tìm kiếm, dừng lại. Bây giờ mình ngồi đây, mình nhìn tới cái lúc mà mình nằm ở trên giường bệnh, mình tàn lụng, mình lấy hơi lên để mình trút cái hơi thở cuối cùng. Còn gì nữa? Mình sanh ra để mình chết. Có thấy gì vui trong cuộc đời này? Chỉ là những cái gì? Ảo tưởng, ảo quyển, cái ảo ảnh. Bổn phận thì mình phải làm, nhưng mà phải nhìn sâu vô trong đó thật sự. Khổ, khổ đau, khổ đau, ràng buộc, rối trăng và hệ lụy. Bài kinh tiếp theo là Đức Phật nói như thế nào? Bài kinh chánh đẳng giác đó là sự thấy biết cùng tột, rốt ráo đầy đủ viên mãn tất cả mọi phương diện khía cạnh của đời sống này. Này các tỳ kheo, do như thật chánh giác về bốn sự thật của bậc thánh này, Như Lai được gọi là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Như vậy tại sao được gọi là Phật? Tại sao được gọi là bậc chánh giác? Tại sao được gọi là bậc thấy biết cùng tột? Là do chứng nhập, chứng ngộ bốn thanh đế này. Ngoài bốn thanh đế này ra không có ông Phật. Ngoài bốn thanh đế này ra không có một cái vị Phật. Ngoài bốn thanh đế này ra không có một bậc tu hành chân chánh. Chúng ta thấy, đây là để cho mình thấy nguyên một cái chương tương sự thật này, để làm rực sáng lên tất cả mọi cái gì, cái chân lý về bốn thánh đế, nó bao trùm hết tất cả hiền thánh, tất cả các bậc chánh đẳng giác, tất cả các bậc tu hành. Do giác ngộ bốn sự thật này mới có Đức Phật bậc chánh giác xuất hiện. Nếu không có giác ngộ bốn sự thật này thì không có bậc chánh đẳng giác ở đời.
những bậc A-la-hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ thật sự là bậc chánh đẳng giác, thì tất cả những vị ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Nói ra tiếng Việt, những cái vị nào mà giác ngộ tận cùng ở trong thở xưa đó, thì này các tỳ kheo, phải là những vị thật sự thấy biết chứng ngộ tất cả mọi phương diện khía cạnh của bốn sự thật này, thì cái đó mới thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác. Những bậc A-la-hán chánh đẳng giác nào trở về sau này, ở trong tương lai này các tỳ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác, thì tất cả những vị ấy phải chứng ngộ, thông hiểu, thấu suốt tất cả mọi phương diện khía cạnh góc độ của bốn thánh đế này, thì đó mới là Đức Phật ở thời vị lai. Những bậc A-la-hán chánh đẳng giác nào trong thời hiện tại, này các tỳ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác, thì tất cả những vị ấy hiện đang thấu suốt trọn vẹn tất cả mọi phương diện khía cạnh góc độ viên mãn về bốn sự thật này, bốn sự thật của khổ đau này, thì đó mới là bậc chánh đẳng chánh giác thật sự. Nếu không phải vậy là không phải bậc chánh đẳng chánh giác, dầu cho người ta có gọi gì đó là một vị Phật, nhưng nó không phải là thật sự là Phật. Ngài còn lặp lại một lần nữa, những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ như thật chánh đẳng chánh giác, sẽ chánh đẳng chánh giác hiện tại, hay là tất cả những vị ở trong vị lai đều là những cái vị làm sao giác ngộ đây là khổ, đây nè là khổ đau, đây nè khổ đau, tất cả cái này hình tướng này là khổ đau, là tan nát, là quỷ hoại, là hoại diệt, là diệt giống, không có cái gì đứng vững, không có cái gì bền chắc kiên cố. Khổ, khổ, lòng dục, lòng tham, lòng ái, đối với những thứ này, những thứ trong ngoài các pháp này là khổ đau. Chúng ta thấy không? Từng dặn Đức Phật nêu cho rực sáng, chói sáng, bừng sáng, tỏa sáng chân lý của bốn sự thật về khổ đau này trên cuộc đời. Đoạn tận căn lậu hoặc với người biết, với người thấy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố các lậu hoặc được đoạn tận. Không phải với người không biết, không phải với người không thấy, mà ta tuyên bố sự chấm dứt hoàn toàn tất cả các cái lậu hoặc tham sân si phiền não. Ta tuyên bố sự chấm dứt cái tham sân si vô minh lậu hoặc phiền não là với người biết, với người thấy. Biết gì, thấy gì, do biết gì, do thấy gì này các tỳ kheo mà các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ. Này các tỳ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ. Do biết, do thấy, đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau. Các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến khi nào bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhìn thấy sáu căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là khổ đau, là phiền não, là trống rỗng. Cho đến khi nào mà chúng ta thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này khổ đau, phiền não, trống rỗng. Cho đến khi nào mà chúng ta thấy sáu thức này, sự rõ biết các hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc, chạm, sự rõ biết những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ này khổ đau, phiền não, trống rỗng. Cho đến khi nào mà chúng ta thấy được
những cái cảm giác mà nó sanh khởi trong sáu giác quan này, những cảm giác sanh khởi trên con mắt, trên lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi này, cái thân này, những cảm giác sanh khởi trong tâm thức, trong tâm ý này, tất cả cái đó phiền não, khổ đau, trống rỗng. Cho đến khi nào mà chúng ta thấy cái sự yêu thích sắc là yêu thích khổ, sự yêu thích những âm thanh là yêu thích khổ, sự yêu thích mùi vị là yêu thích khổ, sự yêu thích đụng chạm tiếp xúc đó là yêu thích khổ, là yêu thích ràng buộc, yêu thích trói răng, yêu thích hệ lụy. Cho đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy được sự yêu thích những cảm giác hình bóng suy nghĩ trong tâm là yêu thích khổ, cảm giác sanh khởi là khổ sanh khởi, tưởng sanh khởi là khổ đau sanh khởi, những suy nghĩ hành sanh khởi là khổ đau, là trói buộc, là hệ lụy sanh khởi. Cho đến khi nào mà chúng ta nhìn vô gương mà chúng ta thấy cái gương mặt này mình thấy ngao ngán, nhàm chán, tật bệnh và khổ đau, mình không có hài lòng, mình không có tự mãn, mình không có thỏa mãn, mình không có chấp nhận một cái trạng thái bất tịnh, xương da máu mủ, mình không có chấp nhận những cái trạng thái mình được cái sanh ra hoài những cái cảm giác thúc dục sân hận bản ngã, mình không có chấp nhận những cái hình bóng mình có hiện hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, nó thúc dục, nó thiêu đốt, mình không có chấp nhận những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ hơn thua, nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán, đau khổ, đau khổ, đau khổ. Và biết vậy và thấy vậy này, cái tỳ kheo các lậu hoặc mới được đoạn tận, không còn bất cứ một cái gì ở trong ở ngoài, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu xúc xứ, căn trần thức xúc thọ ái, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, sáu tưởng, sáu tư, sáu tầm, sáu tứ, tất cả một cái gì mà hiện khởi lên đau khổ hệ lụy. Sự tập khởi của những thứ này là sự tập khởi của khổ, sanh khởi của những thứ này là sự sanh khởi của sầu bi ưu não, của nước mắt, của máu, của chết chóc, của bệnh tật, của chiến tranh, của giành giật, của đá đấm, đánh đập, của sự khẩu tranh, đấu tranh, chiến tranh. Hào ngán, nhàm chán, đây là khổ. Một cái chữ đây đó là nó trùm hết trơn cái trái đất này, nhân sinh vũ trụ ngũ quẩn này. Đây là khổ, khổ là đây. Nó ngấm vô từng tế bào của mình, từng lỗ chân lông của mình, từng mạch máu của mình, từng cái suy nghĩ, cái cảm giác, cái cảm xúc, cảm thọ của mình, từng cái hình bóng, cái nhận thức trong thân tâm của mình, mỗi một cái sanh khởi lên khổ. Không chấp thủ nó là tôi, là của tôi nữa. Không nhìn thấy nó có cái hình bóng, cái tự ngã trong đó nữa. Đó là cái chỗ thâm sâu của Tứ Thánh Đế. Và chúng ta cần phải một cố gắng, cần phải làm để rõ biết đây là khổ, là con đường đưa đến khổ đạo. Cho nên các thầy tỳ kheo ngày xưa khi gặp nhau, các cái vị ni sư thời Đức Phật gặp nhau hỏi nhau cái gì? Thầy đã làm xong bổn phận của người xuất gia hay chưa? Thầy đã làm xong bổn phận của người xuất gia hay chưa? Hoàn thành xong môn hạnh chưa? Cô, sư cô đã
hoàn thành bổn phận của người xuất gia chưa? Đó là cái câu hỏi thường xuyên được hỏi trong thời Đức Phật. Thầy, làm xong bổn phận của người xuất gia chưa? Mà nghe cái câu đó là nó đau nhức, nó nhức nhối, nó tê tái, nó đau buốt, nó xót xa, nó dày xéo, làm cho mình thao thức chăn trở, làm cho mình đau nhức, nhức nhối. Cho đến khi nào phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, lúc đó mình mới hết buồn đau, lo lắng, ưu tư. Phải nhắc nhở mình mỗi một ngày, phải đâm vào trái tim của mình những cái nhát dao, cho nó chảy máu ra, nó rỉ máu ra, làm cho nó nhức nhối, nhức nhối làm cho nó đau đớn. Bổn phận của người xuất gia, nhà ngươi đã hoàn thành chưa? Ngươi đem cái gì để về cho cha mẹ, cho dòng tộc, cho lục thân quyến thuộc? Mà nhà ngươi sống vất vơ vất vưởng, sống buông lung phóng dật, sống trong vô minh, trong tập khí, trong thói quen. Đó. Thấy cái dao đâm vô cái tim của mình, ngoáy vô trong đó, vì nó nhức nhối, cho nó rai rứt, cho nó thao thức, cho nó trăn trở, không cho mình trú trong một cái cảm giác bất khổ bất lạc, thường thường đều đều trơ trơ như lục bình trôi sông. Đốt lên một cái ngọn lửa bừng cháy, rực cháy, phần cháy, phật cháy, một ngọn lửa nhiệt quyết tăng thượng giới đức thiền định trí tuệ. Đừng bao giờ để cho cái ngọn lửa tu hành, học pháp, cầu pháp, hành pháp đó nó tắt. Đừng bao giờ. Phải châm củi vô, phải để nhiên liệu vô, phải đổ dầu vô, làm cho cái ngọn lửa nó luôn luôn và giữ lửa rực cháy, rực sáng, tỏa sáng và bừng sáng. Đừng bao giờ quên khổ. Đừng bao giờ quên đây là khổ. Khổ là đây. Mình quên cái khổ này, mình sẽ đi tìm những cái vui giả tạo, phù phiếm, những cái vui hư ảo, mây khói, để giết chết cái tuổi thanh xuân, giết chết những cái ý chí kiêu hùng ở trong cái thời trai tráng niên thiếu này. Và một ngày mình già mà sao hối hận tiếc nuối và đau khổ. Đầu tư thật là nhiều, phải luôn luôn nhắc mình không bao giờ được quên cái khổ đau này, luôn luôn sỉ vả vô mặt mình. Mày phải nhớ đang ở đâu, mày đang làm gì. Đó, lấy đó làm một động lực, làm một sức mạnh, làm một cái đòn bẩy
là một cái nguồn sinh lực, động lực đẩy mình lên, thúc mình lên, quất, dùng cái roi mà quất cái con ngựa để cho nó nhảy, nó vượt lên ở phía trước. Tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hàng. Tinh chuyên, siêng năng, ai phóng vật buông lung kệ người ta. Ai đam mê ngủ nghỉ, si ám cại người ta. Tỉnh thức, chánh niệm, hãy lo cho chính mình, hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình thắp sáng lên cái ngọn đuốc ở trong tim mình, ngọn lửa trong tâm mình, tự mình hướng đạo cho chính mình, lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm thầy, cho đến khi nào mình với pháp là một, nhất như. Pháp không còn ngoài mình, mình không còn ở ngoài pháp, mình chính là pháp, pháp chính là mình. Thì lúc đó chúng ta mới mỉm cười, mới thật sự là bình an, chiến thắng, chiến thắng. Chúng ta nhìn đi, nhìn coi hàng ngày đó, người ta chạy rần rần nha, chạy theo dục, chạy theo ái, chạy theo tham, chạy theo sân si bản ngã, sống lây lất, chờ ngày vô hòm, tai nạn bất thình lình tới, ung thư giai đoạn cuối, tai biến mạch máu não, đột quỵ, bán thân bất tội, nằm như thực vật. Bao nhiêu cái khổ, sanh ra là khổ. Cái kế mưu sinh thôi, là bao nhiêu vất vả, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt. Đừng nói chi tới cái già, bao nhiêu sự hờn trách, bao nhiêu sự oán hận, bao nhiêu sự nuối tiếc, bao nhiêu những bệnh tật. Đừng nói gì tới cái chết. Đó. Yêu thương mà xa lìa, có những người mẹ lạc mất đứa con, mà sống 40-50 năm, không ngày nào mà không ở trong mong nhớ, trong chờ đợi. Lạc mất con mấy chục năm, có những người ở tù quan, ở tù quan 30 năm, 40 năm, rồi thậm chí là chết ở trong tù luôn. Đó là còn tìm ra được cái đó là quan, còn có khi đâu có tìm ra, đâu có giải quan đâu, đâu có minh quan đâu, là chết ở trong quan ức, chết ở trong tức tưởi, chết ở trong sự nó gặm nhấm bao nhiêu những cái thời gian mà đắng đẵng ở trong tù đó, bao nhiêu những cái cảnh khổ. Con nó đuổi đi ra ngoài đường, già 70-80-90 tuổi, nằm ngoài vỉa hè, đi bán vé số, đi lụm những phế liệu, nó đưa vô bệnh viện rồi xong nó bỏ trong đó luôn, không nhận, để mặc ở trong đó, ai muốn làm gì làm. Và đẻ con ra rồi dục thùng rác, bỏ ngoài trước cổng chùa, thậm chí là giết chết đứa con. Vô số. Và bây giờ chúng ta hết sức là xót xa những cái hiện trạng của thế giới ngày nay. Cho nên cái khổ nó cùng khắp. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết
đây là khổ. Hãy làm tất cả mọi cái để chứng nhập pháp. Đừng có nghĩ cái gì khác hết trơn. Không có ai ở đây hết trơn. Toàn là những đống tham sân si vô minh và bản ngã ngày đêm nó hoạt động. Không có ai đây hết. Nó lăn lóc, nó thiêu đốt với nhau, nó dìm với nhau. Ở trong cái biển ái, rồi nó đốt với nhau trong những cái ngọn lửa sân. Rồi nó bao phủ với nhau trong cái bóng đêm của vô minh si ám. Rồi nó đè đầu cởi cổ với nhau trong những một cái ngọn núi của bạn ngã. Không có ai chứ. Toàn là những cái đống tham sân si vô minh và bạn ngã lợi dụng nhau, lừa dối nhau, hãm hại với nhau, hành hạ, hành tội, hành sát với nhau, làm khổ cho nhau, nhàm chán, ly tham, từ bỏ, đưa tâm mình về cái chỗ an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Thân hữu này các tỳ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn là thương xót đó. Những ai mà các ông nghĩ rằng là cần phải nghe theo như là bạn bè hay thân hữu hay bà con hay cùng một huyết thống, thì này các tỳ kheo, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện họ, đặt để những người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Những ai là người mà mình thương xót, những ai là người mà mình nghĩ rằng họ có thể nghe theo được, giống như là bạn bè, bà con, hay là cùng một huyết thống trong gia đình. Này các tỳ kheo, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện những người ấy, an trú các người ấy. An trú tức là đặt họ vô trong đó, gọi là an trú. An trú những người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Đó, mình thương ai, mình phải tạo điều kiện khuyến khích, nhắc nhở, giúp đỡ để sao họ đưa được, đưa họ, đặt họ, để họ, huấn luyện họ, khích lệ họ được bước vào trong sự thấu hiểu được đây là khổ và con đường diệt khổ. Tối thiểu của cái người mà hiểu được cái này đó cũng là không có đọa ba đường ác. Chúng ta nhớ, một cái người mà đã hiểu về khổ, người đó sẽ không có làm những cái ác, những cái ác nghiệp nặng nề để rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên phải giúp cho những người thân, mà nếu mà họ chịu nghe mới được. Nhớ vậy à. Đừng miễn cưỡng. Mình được trước cả, mình thành tựu cái khổ thánh trí trước cả. Cho nên cần phải cố gắng đó. Đức Phật nói cho người thân, này cái tỳ kheo, bốn thánh đế này là sự thật, không có lìa sự thật, không khác sự thật. Cái này không còn cái lời nào nói, cho nên Đức Phật nói hết trơn, hết trọi tất cả những cái phương diện, khía cạnh, ngôn từ, những cái câu chữ gì dùng hết trơn, hết trọi hết. Không có còn cái chỗ nào hết trơn. Này các tỳ kheo, bốn thánh đế này nè, sự thật về khổ đau,
Và nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường vượt khổ này, nó là đây, nó thật sự là sự thật của Bậc Thánh. Ngoài cái sự thật Bậc Thánh này ra, không có sự thật nào khác hết, này các tỳ kheo. Không thể còn có một sự thật nào khác sự thật này nữa hết trơn. Do vậy cho nên chúng được gọi là Thánh Đế, sự thật của Bậc Thánh. Đế là chân lý. Cứ như là đinh ninh nhắc nhở, rồi nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc, dùng bao nhiêu nữa mình học tiếp tục những cái chương đó, rồi vô hốt lá trong rừng, rồi cũng nói, rồi chỉ dòng sông Hằng, rồi cũng nói, rồi lấy miếng đất để lên móng tay, rồi cũng nói, rồi những giọt mưa cũng nói, rồi nước dưới biển cũng nói, rồi tất cả cái chỗ nào, không còn chừa bất cứ một cái chỗ nào. Vô số ngôn ngữ, vô số hình ảnh, vô số thí dụ, vô số phương tiện, vô số lời lẽ, vô số từ tâm bi tâm để diễn thuyết cho mình thấy bốn sự thật, để cho mình tin, tặng mình tu. Mà không chịu nghe, không chịu nghe, không chịu nghe, đi theo vô minh là thấy là vui. Chúng ta thấy không? Rồi mới khổ. Cái này mà chúng ta diễn ra, những cái này toàn khẩu quyết không hả? Ngắn gọn như vậy đó, mà nếu mà mình diễn ra là hết trơn, hết trọn cái quả địa cầu này. Mà đây chỉ là khẩu quyết thôi, rồi cô động hàm xúc những cái định lý thôi. Mà phải lấy cái này làm đề tài thiền quán. Đây là cái tựa như thật. Tức là đúng với sự thật. Chỉ như đó là động từ, đúng với sự thật. Mà sự thật này không phải sự thật của phàm phu, sự thật của Bậc Thánh. Thế giới này các tỳ kheo, trong các thế giới gồm thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, các chúng sa môn, bà la môn, Như Lai là Bậc Thánh. Do vậy được gọi là Thánh Đế. Trong tất cả những thế giới của chư thiên, thế giới của ma, thế giới của phạm thiên vua trời, và tất cả những cái đẳng cấp tu hành, các cái dạng thức tu sĩ tu hành, Như Lai là Bậc Thánh. Do vậy được gọi là Thánh Đế. Tại vì cái này là sự thật do Bậc Thánh giác ngộ. Do vậy mà các ông cần phải cố gắng, phải siêng năng, phải nỗ lực. Việc cần làm, cần phải làm. Thương lắm, Đức Phật thương chúng ta vô cùng, thương vô bờ vô bến. Cần phải liễu tri hay là thắng tri, tức là cần phải thấu rõ một cách tường tận triệt để. Là cái tỳ kheo, bốn sự thật của Bậc Thánh này có sự thật cần phải thấu rõ, có sự thật cần phải đoạn tận, có sự thật cần phải chứng ngộ, và có sự thật cần phải tu tập. Thế nào là sự thật cần phải thấu rõ? Khổ, khổ đau là một sự thật của Bậc Thánh mà các vị cần phải thấu rõ. Nguyên nhân của khổ cần phải được đoạn tận. Nguyên nhân của khổ, dục tham ái vô minh, bản ngã, cần phải đoạn tận. Sự chấm dứt của khổ này cần phải chứng ngộ. Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ này cần phải tu tập con đường Bát Thánh Đạo. Khi đó một số đông tỳ kheo sau bữa ăn đó, đi thức thực trở về đó, sau khi đi thức thực trở về rồi dùng cơm xong rồi ngồi tụ họp ở trong cái ngôi nhà tròn đó, thì nói chuyện với nhau đó, này chư hiền
Thưa các bậc hiền trí, ai thấy khổ, người ấy sẽ thấy nguyên nhân của khổ. Ai thấy khổ diệt, thì người đó sẽ thấy được con đường đưa đến khổ diệt. Thì các thầy tỳ kheo đó ăn cơm xong mà ngồi trong cái nhà trọn mới bàn về tứ thánh đế, thì lúc đó cái tôn giả Gavambati đó nói với các tỳ kheo thượng tọa đó: tôi đó có tự thân nghe từ Đức Thế Tôn, thưa các bậc hiền trí, tự thân lãnh thọ như sau. Đại các tỳ kheo, ai thấy khổ người ấy cũng thấy nguyên nhân của khổ, mà ai thấy khổ diệt thì người ấy cũng thấy được con đường đưa đến khổ diệt. Mà ai thấy được khổ diệt, người ấy cũng sẽ thấy khổ, cũng sẽ thấy được nguyên nhân của khổ, cũng sẽ thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy con đường đưa đến khổ diệt, người ấy cũng thấy khổ, cũng thấy nguyên nhân của khổ, và cũng thấy được cảnh giới diệt khổ. Tức là trong bốn thánh đế, bốn sự thật này, thấy một sự thật thì thông suốt ba sự thật kia. Cho nên người nào mà thấu ngũ uẩn này là khổ đau, thì người đó sẽ thấy được luôn cái nguyên nhân cái đau khổ, tham sân si vô minh mạn ngã. Mà người nào thấy được cái nguyên nhân đau khổ thì người đó cũng thấy được cái con đường chấm dứt khổ đau, là bát chánh đạo. Thì thấy một cái sự thật triệt để thì ba sự thật kia nó biểu hiện. Thấy cái này là thấy cái kia, thấy cái kia là thấy cái này. Thấy khổ chưa? Đại chúng chúng ta bắt đầu thấy khổ chưa? Thầy Pháp Văn thấy khổ chưa thầy Pháp Văn? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, từ buổi đầu nghe sư phụ diễn thuyết về cái khổ của tứ thánh đế, từ khổ thánh đế rồi tập thánh đế rồi diệt thánh đế rồi diệt đạo thánh đế, Pháp An thấy tất cả trong cuộc đời này trước mắt mình sự việc gì cũng khổ hết, sống cũng khổ, rồi ăn cũng khổ, rồi mặc cũng khổ, rồi làm cũng khổ, ghét cũng khổ, thương cũng khổ, nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ. Tất cả thế giới này đúng như Đức Phật nói đều là khổ, nếu mình nhận xét rõ mọi sự việc trước mắt mình thì tất cả đều là khổ. Mà không phải khổ là đi đến cái không còn cái con đường để mình đi nữa, hay là không còn để cái chuyện mình phải làm, mà mình thấy cái khổ đó, mình hiểu rõ nó và nắm nó để mình vượt khỏi khổ, đó là người trí. Cho nên Pháp An nghe một bài pháp bữa nay của sư phụ, Pháp An nghe thật là thấm thiết, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Đời đúng là khổ, đây là khổ, mà biết đây là khổ, đời là khổ, là mình sẽ hết khổ và sẽ thoát khỏi khổ đau, sẽ không còn tồn tại ở cái thế gian này nữa, mà mình sanh vào cõi lành, cõi chư thiên để tiếp tục tu, để đạt được chánh đẳng, chánh giác, với tâm nguyện, ý chí, nguyện lực đúng như Đức Phật phải nói. Thấy khổ là sự thật, đây là khổ, thì tất cả cái ý chí, cái nguyện lực của mình đã tập trung vào cái sự hiểu biết rõ ràng của Đức Phật nói. Ăn mặc đẹp thì cũng khổ, nghèo thì cũng khổ, giàu thì cũng khổ, rồi sung sướng cũng khổ, đi đôi dép mới cũng khổ, đi đôi dép rách cũng khổ, đi chân không cũng khổ. Tất cả nhìn lấy sáu căn nhìn ra, mọi khía cạnh đều là khổ. Bởi vì Pháp con rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc và rất là mừng khi nghe được bài pháp này. Con nhìn nhận Đức Phật nói thật là rõ, Đức Phật nó nhìn mọi khía cạnh, mọi ngóc ngách đó, mấy cái chữ đó là cái nghĩa nó sâu sắc không thể tưởng tượng được, là Đức Phật diễn tả là mọi khía cạnh, mọi ngóc ngách nó thì còn cái gì nữa, cái chuyện nhỏ nhặt hết trơn lắm mà Đức Phật cũng nói là chỉ cho mình là khổ, khổ thì cái gì mà không phải là khổ nữa.
Mà bây giờ như Pháp An giờ 77 tuổi mà Pháp An rất là hối hận, rất là đau khổ. Tại vì sao hồi mình còn trẻ, mình không có căn lành, không có phước báo, không nghe được chánh pháp. Nếu mình nghe được chánh pháp hồi thời trẻ thì bây giờ cái khổ của mình nó có thể nó mình đi đến cái chỗ là nó dơi rất nhiều rồi, không dám nói là diệt hết, nhưng nó dơi rất nhiều rồi. Rồi những cái khổ mà nó dơi rất nhiều đó là con người của mình nó đi vào thiện pháp rất nhiều rồi. Bởi vì mình biết nó khổ rồi, mình đâu có đi theo con đường khổ nữa, mình phải chế phục nó, điều ngự nó, đoạn diệt nó, để cuối cùng là mình không còn khổ mà là mình người hạnh phúc. Cho nên đừng nghe cái kinh thánh pháp của Đức Phật mà nói khổ mà mình sợ. Mình phải vui vẻ lên, mình phải mạnh dạn lên, mình lấy đó là niềm tin để mình diệt khổ, để diệt thói cái khổ nạn luân hồi này nữa. Đó là người trí, đó là người hiểu cái lời Đức Phật dạy. Thật là hạnh phúc, thật là vi diệu, thật là không thể diễn tả được với những cái dẫn giải của Đức Phật trong tứ thánh đế này. Tất cả trong tứ thánh đế này, mỗi cái thánh đế đều là một khía cạnh sâu sắc. Nó từ ngóc ngách nhỏ nhất Đức Phật cũng diễn tả cho mình thấy hết. Thì tại sao mình không biết? Cho người ngu nhất đi nữa cũng phải hiểu được cái thánh pháp của Đức Phật này, để giác ngộ, để tìm con đường trở về với cái bầu trời thiên nhiên tự tại này, không dính bận gì hết, thông dong tự tại, trống rỗng mà đà hạnh phúc. Đó là những cái gì mà Pháp An hiểu được trong cái lời pháp và cái lời dạy của sư phụ diễn tả của cái thánh pháp Đức Phật. Pháp An rất là hạnh phúc, rất là mừng. Cố gắng cái thời buổi ngắn ngủi của cuộc đời của Pháp An nữa, Pháp An rất là hạnh phúc, thật là hân hoan, thật là vui vẻ. Và Pháp An rất là đại đại phước đức, cho nên mới nghe được thánh pháp này và hiểu sơ sơ phần nào của thánh pháp này mà Pháp An cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất là hoan hỷ. Con thành kính tri ân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính tri ân thánh pháp của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân sư phụ đã đem cái thánh pháp này diễn giải tỉ mỉ, rõ ràng từng chi tiết, cho nên con mới được hiểu được phần nào nhỏ nhoi của thánh pháp này mà con cảm thấy hạnh phúc an lạc vậy. Thì thật là hạnh phúc thay cho cuộc đời của con. Con thật là hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta trải tâm tự. Con kính mời sư phụ, quý thầy cùng đại chúng cùng nhau trải tâm tự. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần, dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình. Lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài, mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này. Tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uột thường này, để thể nhập vào tâm an tình, trong sạch, trầm lặng,
giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.